Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi anh em ạ. Với dòng cao áp đây, 3,5 kg, tua chậm, motor của Hoàng Anh Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao này. Lắp vào đầu Hammer này, giá chỉ có 6,8 triệu thôi. Chưa bao giờ rẻ thế anh em ạ. Nếu mà 3 kg ấy, thì là 6,5 triệu. Hai con này nó chỉ khác nhau về motor thôi. Motor to hơn thì là lệch mất 300 anh em nhá. 6,5 và 6,8. Khẳng định với anh em luôn là chưa bao giờ rẻ thế luôn. Anh em không nghe nhầm đâu. Và giá là khẳng định với anh em là rẻ nhất thế giới luôn. 3,5 kg, 6,8 luôn. Được lắp trên bộ khung hai bánh này, anh em để dễ dàng di chuyển này. Hộp điện này thì có đèn báo vô, công tắc tắt mở này. Bên trong là át chống giật, khởi động từ này. Tất cả đều là thiết bị của Nhật Bản anh em nhá, cực kỳ bền và an toàn. Đây, mời anh em thẩm trên nước ở mức áp 153 đây. Căng đét luôn. Nhả. Bóp. Ơi. Gọi là phê chữ E luôn. Xịt cứ gọi là nhấc người luôn, cháy màn hình. Nhả. Bóp. Chưa bao giờ mà cái dòng máy rửa xe cao áp nó lại dễ tiếp cận như bây giờ anh em ạ. Bởi vì bên Dung Dâu Điện Máy là mong muốn là phổ cập cái dòng máy rửa xe cao áp tại thị trường Việt Nam. Và mong rằng là anh em nào cũng có thể trải nghiệm và sử dụng nó. Nên là đao giá cực kỳ tốt luôn. Giá khẳng định là rẻ nhất thế giới luôn. Về bộ này nhá, 6,8 là đầy đủ hết cho anh em luôn. Dây 15m này, 4 bếp này, súng này. Ngoài ra là tặng kèm anh em mình bom lít để anh em về dưỡng trạng. Đây anh em có thể nhìn thấy này. Vẫn đang lắp rất nhiều cho anh em luôn. Bởi vì là bên Dung Dâu nó đưa cho anh em một cái giá cực tốt rồi. Cắt qua cầu đại lý, đưa thẳng đến người tiêu dùng. Và tối ưu tất cả các chi phí rồi. Motor nhập trực tiếp nhà máy số lượng lớn này. Đầu cao áp này, mỗi lần về hàng nghìn đầu luôn. Nên là giá cực tốt. Vì vậy sẽ đao cho anh em một giá rẻ nhất có thể luôn. 6,8 triệu cho một máy rửa xe cao áp 3,5 kg, tua chậm. Tôi nói là khẳng định là quá là rẻ luôn, anh em không nghe nhầm đâu. Còn 3 kg thì sẽ là 6,5 triệu anh em nhé, 6,5 triệu. Motor thì được bảo hành cho anh em 6 tháng, cháy đổi mới luôn nhá. Motor Việt Nam này, cháy đổi mới trong 6 tháng luôn nhá. Không cần phải sửa chữa, không cần phải cuốn lại gì cho mất việc. Rồi, và giá thì là bao ship toàn quốc luôn. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với chúng tôi được máy qua số điện thoại là 0923 803 22 và 0967 123 336. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Rồi, nhả xuống đi. Nhả nhá, khi máy tắt lại, anh em đừng để chờ tắt hẳn công tắc cái này. Tắt hẳn này. Rồi, bóp xuống đi. Đấy, chúng ta xả hết áp trong hệ thống đường ống này. Và nó không bị căng dơ le này. Thì nó bền máy nhất có thể. Rồi.